Xin kính chào quý vị và các bạn. Cơn bão số 3 được đánh giá là cơn bão có hoàn lưu rộng và di chuyển nhanh. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 nên là thời tiết trên cả nước chuyển xấu. Hầu hết các khu vực đều chuyển sang trạng thái nhiều mây và có mưa, có nơi là mưa vừa đến mưa to. Trong đó là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu bão nên là các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa bão, có mưa to đến rất to xảy ra trên diện rộng, gió mạnh kèm theo cả rông lốc gây nguy hiểm cho người dân trong khu vùng. Khu vực miền núi thì có nguy cơ là xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Các hoạt động giao thông cũng như là du lịch trong vùng rất nguy hiểm và cần được hạn chế trong 1 đến 2 ngày tới. Còn với các tỉnh Nam Trung Bộ thì mặc dù trời nhiều mây và mưa thì tăng lên nhưng mà thời điểm hiện nay thì đây vẫn là nơi có thời tiết tốt nhất trên cả nước. Mưa xảy ra rải rác trong ngày đan xen với thời gian có nắng, lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa, rất ít nơi có mưa lớn. Tuy nhiên thì các hoạt động du lịch trong vùng cũng sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Tây Nguyên và Nam Bộ Do bão làm cho gió Tây Nam khống chế khu vực mạnh lên nên là thời tiết tiếp tục có mưa nhiều nơi và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, ảnh hưởng từ cơn bão số 3 cũng như hoàn lưu suy yếu từ vùng mây bão sẽ còn gây thời tiết xấu trên cả nước. Các hoạt động du lịch trong vùng chưa mấy thuận lợi nhất là ở khu vực Bắc Bộ cũng như là ở khu vực Bắc Trung Bộ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên sẽ là tại khu vực Tây Bắc Bộ. Bão số 3 sau khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu đi nhưng mà vẫn còn tiếp tục di chuyển trên đất liền vào đến khu vực Tây Bắc rồi sẽ tan dần. Khu vực này có khả năng là sẽ là nơi có mưa lớn nhất cộng thêm địa hình đồi núi cao nên là khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất lớn. Do vậy mà các hoạt động du lịch cũng như là giao thông trong vùng tuyệt đối cần được hạn chế. Tại Sapa, nhiệt độ là từ 16 đến 24 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ là từ 22 đến 26 độ. Còn tại Điện Biên, mức nhiệt là từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bão, khu vực Đông Bắc do bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực này nên là trời có mưa to, gió xoáy với cường độ mạnh, mưa vừa mưa to đến rất to trên diện rộng. Bà con vùng núi cũng cần phải đề phòng với lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long hay là tại Hải Phòng là từ 25 đến 26 độ và cao nhất trưa mai thì cũng không vượt quá mức nhiệt là 32 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc của đèo Hải Vân, Do ảnh hưởng của rìa phía nam cơn bão nên là thời tiết khu vực này cũng có mưa rào và rông diện rộng, có nơi là mưa vừa, mưa to và gió mạnh kèm theo cả rông lốc tố. Các hoạt động du lịch trong vùng do vậy mà cũng không được thuận lợi. Tại Sầm Sơn và tại Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ trong ngày là từ 26 đến 32 độ, còn tại Huế mức nhiệt là từ 25 cho đến 33 độ. Khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân, thời tiết chuyển xấu hơn, tuy nhiên thì ở đây vào ban ngày cũng có lúc là có nắng đan xen với những khoảng thời gian có mưa. Do vậy mà khi tham gia các hành trình tham quan, du khách nên luôn đem theo bên mình ô mũ để có thể đối phó với những cơn mưa bất chợt có thể xảy ra. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực này có xuống là giảm nhẹ. Tại Đà Nẵng thì mức nhiệt là từ 25 đến 32 độ, tại Hội An nhiệt độ là từ 25 đến 33 độ, còn tại Bà Nà nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 20 cho đến 26 độ khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu. Bão số 3 cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thời tiết khu vực này. Trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và rông. Trong cơn rông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cùng với gió Tây Nam có cường độ mạnh nên là sẽ không thuận lợi cho du lịch. Nhiệt độ trong ngày vẫn hầu như là không vượt quá 32 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, do gió Tây Nam mạnh nên là thời tiết tiếp tục nhiều mây, có mưa, có nơi là mưa vừa mưa to và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra cả tố lốc và gió giật mạnh. Tại Pleiku nhiệt độ là từ 20 đến 28 độ, Buôn Ma Thuột mức nhiệt là 21 đến 28 độ, còn tại Đà Lạt là từ 16 đến 22 độ. Khu vực Nam Bộ Mặc dù ở khá xa hoàn lưu của bão nhưng mà cũng do gió Tây Nam mạnh lên làm cho thời tiết khu vực này cũng nhiều mây, có mưa, có nơi là mưa vừa mưa to. Trong cơn rông thì cần phải đề phòng có tố lớp và gió giật mạnh. Các hoạt động du lịch trong vùng cũng không mấy thuận lợi với nhiệt độ trong ngày hầu như là không vượt quá 32 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, thời tiết vẫn tiếp tục xấu, có mưa rào và rông. Trong cơn rông cần phải đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Các hoạt động du lịch biển đảo chưa được thuận lợi. Tại Côn Đảo có mưa rông mạnh và gió mạnh, nhiệt độ là từ 27 đến 31 độ. Còn tại Phú Quốc thì có mưa rông mạnh và nhiệt độ là từ 26 cho đến 30 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!